Ngày 27 tháng 5, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi ở Kiên Giang bị ho ra máu và mũ. Bệnh nhân cho biết khoảng 20 năm trước có sạch xương vào đường thở. Tuy nhiên nhiều lần đến thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng không thấy được xương. Đến khi tình trạng nặng hơn bệnh nhân mới tới một cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện dị vật ở khí quản. Các bác sĩ ở đây không thể gấp được dị vật này nên hướng dẫn bệnh nhân qua bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ gấp dị vật. Đây là một trong những trường hợp hy hữu và hiếm gặp khi dị vật có kích thước lớn là nằm ở vị trí khó xác định và bị bỏ quen một thời gian dài. Lời khuyên từ bác sĩ Trong trường hợp bị sạch thức ăn và có hội chứng xâm nhập, người dân cần đến các ca sở y tế kiểm tra ngay. Nếu để lâu ngày, dị vật sẽ gây tắc nghẽn đường thở, gây viêm nhiễm, áp xe hoặc nguy hiểm đến tính mạng.